Vụ bé trai lọt trụ bê tông, phát hiện có nước ở vị trí cách mặt ống khoảng 8m. Liên quan vụ việc bé Hạo Nam 10 tuổi quê Đồng Tháp, không may rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m kể từ trưa ngày 31 tháng 12 đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút tiến hành công tác cứu hộ. Cập nhật mới nhất khoảng 2 giờ 45 phút ngày 3 tháng 1, ống vách thép đường kính khoảng 1,5 m được đặt bọc quanh ống cọc bê tông nơi bé Nam mắc kẹt. Việc đặt ống thép diễn ra trong khoảng 1 giờ. Sau khi đặt ống thép xong, lực lượng cứu hộ sẽ hút lớp bùn đất ở giữa ống thép và cọc bê tông với mục đích làm rỗng khối đất xung quanh. Kế đến, đội sẽ đưa dây xuống cột quanh ống cọc bê tông 3 đoạn để kéo đoạn có bé trai lên. Nếu kéo trụ bê tông lên thành công, lực lượng cứu hộ dùng những thiết bị chuyên dụng để xác định bé trai bị kẹt ở đoạn nào, sau đó các trụ bê tông đưa nạn nhân ra ngoài. Liên quan đến vụ việc trao đổi với Dinh, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiên lượng của bé Nam rất xấu khi nạn nhân có khả năng bị đa chấn thương. Điều kiện trong lòng ống cọc bê tông không đảm bảo không khí, cháu bé còn gặp thời tiết lạnh, không được ăn uống. Đội đã dùng thiết bị thăm dò ở vị trí khoảng 8m, tính từ mặt ống cọc bê tông xuống thì đã phát hiện có nước, ông Bửu nói. Dẫn theo VN Express cùng trò chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, anh Trần Hoàng Hải, thành viên đội tình nguyện đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thiết bị chuyên dụng của nhóm có khả năng nhận ra sự khác biệt nhiệt độ giữa chủ thể và môi trường. Nhóm còn đưa thiết bị dùng để thăm dò 360 độ bên trong lòng ống. Tuy nhiên, lần thăm dò đầu tiên cho thấy nước đã ở khoảng cách khá gần nên việc sử dụng các thiết bị không còn khả quan. Hiện lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xử lý phần đất giữa lòng ống vách và cọc bê tông như theo kế hoạch. Hy vọng rằng bé Hạo Nam sẽ sớm được đưa ra khỏi cọc bê tông. Như đã đưa tin trước đó, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn đã vào công trình trên thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì bị rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột, được đóng xuống đất sâu khoảng 35m, đường kính 25cm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tính đến thời điểm hiện tại đã gần 4 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được với Hạo Nam. Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực ngày đêm để tìm kiếm bé trai này với phương châm còn nước còn tát. Đông đảo người dân khắp nơi đang hướng mắt dõi theo vụ việc, đồng thời chung tay cầu nguyện phép màu sẽ đến với Hạo Nam và gia đình em. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất của vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.